Giáo Hạ và Tịnh Môn. Hỏi: Xin cư sĩ cho HH hỏi, tu Giáo Hạ là tu như thế nào? Có phải là nghiên cứu kinh điển để tìm ra con đường giải thoát không? Trả lời: Đúng đó. Giáo Hạ là danh từ chỉ chung cho các pháp tu thuộc về nghiên cứu giáo điển cho đến khi thông suốt tất cả kinh điển. Nhờ đó mới ngộ ra lý đạo nhiệm màu. Ngộ ra chánh pháp rồi mới có thể hạ thủ công phu tu tập mà chứng đắc. Hầu hết các trường cấp dạy về Phật học phổ thông dựa trên căn bản này. Nhưng thật ra đây là con đường học Phật khá gian truân. Học giáo nghĩa để hiểu, gọi là giải thì có. Hiểu rồi bắt đầu hành thì không dễ. Hành rồi mới chứng, thật là khó. Giải, hành, chứng thật không phải là chuyện để cho hàng hạ căn thấp thỏm như chúng ta bàn tới đâu. Có ba cách chính để học Phật là giác, chánh, tịnh. Giác chỉ cho pháp thiền định, chánh chỉ cho học rộng kinh điển thuộc về Giáo Hạ, tịnh là thanh tịnh thân tâm, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Giác dành cho các vị thượng thượng căn hoặc thượng căn tu tập, có thể nhất thời đốn ngộ thành tựu, hay gọi là pháp đốn giáo. Đốn là nhanh chóng cấp kỳ. Giáo Hạ chỉ phù hợp với hạng thượng căn và thượng trung căn mới thực hiện nổi, và thời gian phải dài lâu và vững vàng, nên gọi là pháp viên giáo. Ít nhất thì cũng phải ba đại A Tăng kỳ kiếp thời gian mới mong thành đạt. Còn tịnh môn dành cho tất cả chúng sanh, không phân biệt thượng hay hạ, một đời thành Phật, nên được gọi là pháp đốn viên giáo. Có nghĩa là vừa nhanh vừa vững. Chứng đắc trong pháp Giáo Hạ gọi là đại khai viên giải. Thật sự không phải đơn giản như nhiều người tưởng. Đây là cảnh giới chứng đắc tương đương với minh tâm kiến tánh trong tông môn, lý nhất tâm bất loạn trong tịnh môn. Trong tịnh tông, niệm Phật nhất tâm bất loạn không phải dễ, nhưng giảng sanh thì thật sự dễ. Rất nhiều người đã được giảng sanh, đó là nhờ Phật lực gia trì mà cứu được tất cả các tầng lớp chúng sanh. Người nào có tín nguyện hạnh đầy đủ thì ai cũng có khả năng giảng sanh. Giảng sanh dù dưới phẩm vị nào, sau cùng cũng được viên mãn đạo quả, gọi là viên mãn tam bất thối chuyển. Chính vì vậy, chư tổ nói pháp môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương là đốn trong đốn, viên trong viên. Ai tín nguyện hạnh vững vàng chắc chắn thành tựu trong một đời tu tập. Vì thế mới có câu: dạng người tu, dạng người đắc, muôn người tu, muôn người chứng. Thời này tâm trí hạ đẳng nên tu tịnh nghiệp là hay nhất, dễ thành đạt nhất. Đây chính là nhờ lực gia trì của chư Phật tiếp độ giảng sanh, cứu được vô số chúng sanh tội chướng sâu nặng thoát dòng sanh tử, bất thối thành tựu đạo quả vậy. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 17 tháng 11 năm 2008. Vấn đề phá thai. Hỏi: Kính gửi chú Diệu Âm, cháu có một vấn đề rất cần sự giải đáp và chỉ dạy của chú để cháu có thể được thấu triệt vấn đề này hơn. Cháu đang rất bối rối và lo sợ. Cháu nghĩ rằng chắc vợ chồng cháu đã tạo tội nặng rồi khi cháu được biết một chút về học Phật và những lời dạy về nhân quả. Vấn đề mà cháu gặp phải là như thế này. Hai vợ chồng cháu lúc đầu đã có một đứa con đầu lòng.
Lúc trước, con của cháu chỉ vừa tròn khoảng 2 tuổi thôi, nay đã 3 tuổi, nhưng vợ cháu lại có thai thêm lần nữa. Đây là việc ngoài ý muốn của hai vợ chồng cháu, vì vợ cháu đã đặt vòng tránh thai. Vì trục trặc nên vẫn có thai. Lúc này vợ chồng cháu rất bối rối và lo sợ, vì đứa con đầu còn nhỏ quá, mà sanh nữa thì sợ không lo nổi. Lúc này cháu nghĩ là sanh con thì phải chăm sóc cho tròn vẹn, nếu hai đứa thì sẽ không lo tròn nổi. Nói chung cháu rất là bối rối. Cuối cùng vợ chồng cháu quyết định là không sanh, đi hút thai ra. Thai lúc này khoảng 6 hay 7 tuần. Khi hút ra chỉ là cục máu thôi, chưa thành hình. Chuyện này đã xảy ra khoảng 1 năm rồi. Bây giờ nghĩ lại sợ quá chú ơi. Mong chú giải bày dùm, hai vợ chồng cháu đã phạm vào tội gì? Có cách nào hóa giải không chú Diệu Âm? Mong đợi thư hồi âm của chú. A-di-đà-phật. HN. Trả lời: khi hiểu được nhân quả báo ứng rồi, chúng ta mới sợ sự tạo nghiệp ác. Trong các nghiệp ác thì nghiệp sát nặng lắm. Tuy nhiên, nghĩ cho cùng, chúng ta là chúng sanh còn đầy mê muội thì tránh sao cho khỏi gây nghiệp. Điều muốn nói ra đây là khi tạo nghiệp rồi, chúng sanh có mạnh dạn thấy rõ việc làm sai trái của mình chăng? Nếu thấy rõ rồi, có mạnh dạn sám hối tội lỗi không? Đây là vấn đề cho chúng ta bàn tới. Vì cháu thấy hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, đã quyết định làm một việc mà trong nhà Phật nghiêm cấm, thì chắc chắn là có tội. Nay ăn năn hối hận, đang tìm cách hóa giải. Thật sự đây cũng là điều may mắn và đáng khen. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói: người phạm đến tội đại ác mà thành tâm sám hối, niệm Phật cầu giảng sanh, vẫn được giảng sanh. Đây chính là đầu mối cho cháu giải nạn đó. Nhưng sám hối như thế nào mới được? Sám là nêu cái lỗi của mình ra, hối là không làm chuyện đó nữa. Cháu đã khai ra chuyện phá thai của mình là sám, bây giờ quyết lòng từ nay trở về sau không được tái phạm nữa, tức là hối. Nhưng khi đã tạo tội lỗi thì việc nhân quả làm sao giải? Hàng ngày hãy tụng kinh, niệm Phật, làm được chút công đức, việc lành nào đều phải thành tâm hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho lịch đại oan gia trái chủ. Riêng cháu hãy hồi hướng thêm cho dòng thai đó. Cứ thành tâm làm việc này hàng ngày nhé. Nếu lòng mình chân thành quá giải như vậy thì oán hờn cũng sẽ dễ giải tỏa. Nhưng cháu phải chân thành mới được. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có nói: chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề này khởi tâm đồng niệm, không có việc gì tránh được nghiệp nhân, thì sự tạo nghiệp của cháu cũng không phải là điều đặc biệt. Cái khổ nạn chính là con người làm điều sai lầm mà không biết mình làm sai, cứ tiếp tục làm sai lầm thêm, thành ra oan oan tương báo, không có ngày chấm dứt. Sám hối là biết lỗi, không làm tiếp. Đừng sám hối theo kiểu ngày ngày nghĩ đến việc làm đó mà sợ sệt, mà đau khổ, mà lo âu vân vân. Cách sám hối này không đem lại lợi ích gì cho cháu và cho người bị thiệt hại, mà coi chừng có hại nữa, không tốt. Vì sao vậy? Vì người nào cứ nghĩ mãi về những điều tội lỗi thì tội lỗi sẽ hiện ra trong tâm của họ. Nếu ngày ngày đều nghĩ đến tội lỗi thì ngày ngày tội lỗi hiển hiện trong tâm, chắc chắn người đó sẽ đau khổ, sẽ lo âu, sẽ sợ sệt, sẽ sống trong buồn khổ mất vui. Đây là điều hoàn toàn không tốt. Tất cả đều do tâm tạo. Tâm hồn đang chìm trong cảnh lầm lỗi thì thấy toàn là cảnh lỗi lầm. Không có gì hay ho khi tâm hồn chìm đắm trong tội lỗi đâu. Thật ra, chính mỗi người trong chúng ta, trong nhiều đời kiếp trước cho đến đời này, đã tạo ra vô lượng vô biên những tội lỗi rồi, chứ không phải chỉ có một vài điều tội lỗi đã phát hiện ra này đâu.
Chính vì những tội lỗi đó mà chúng sanh rất dễ bị đọa vào ba đường ác để thọ quả báo. Nhưng cũng nên hiểu thêm rằng, bên cạnh đó, có thể chúng ta cũng làm được vô lượng những việc thiện rồi, chứ không phải thường. Chính vì nhờ thiện căn đó mà đời mạt pháp này chúng ta mới có cơ hội gặp được Phật Pháp. Trong Kinh Phật dạy, người nào đời này gặp được câu Phật hiệu mà tin tưởng, trì niệm, thì do trong nhiều đời, nhiều kiếp, họ đã tu phước thiện rất lớn mới được. Như vậy, đời này cháu gặp được Phật Pháp, gặp Pháp niệm Phật, có tin tưởng, có niệm Phật, thì cũng nên vui mừng rằng thiện căn phước đức của cháu lớn lắm. So sánh giữa tội và phước, chúng ta thấy vẫn còn nhiều cơ hội giải thoát. Tu là tu sửa, hành là hành vi tạo tác sai lầm. Tu sửa thì chỉ có thể bắt đầu sửa từ nay cho đến về sau, nghĩa là từ hiện tại cho đến tương lai, chứ không cách nào chạy ngược về quá khứ để tu sửa được. Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại được. Vậy thì quá khứ làm sai là kinh nghiệm cho chúng ta sửa chữa hành vi, động niệm của mình, hầu tương lai không còn tái phạm lại. Nhưng còn một vấn đề nữa, tu phước thì hưởng phước, còn làm tội thì phải chịu tội, phần nào ra phần đó. Có nghĩa là quả báo phải thọ lãnh, gọi là nhân duyên quả báo, tơ hào không sai. Vậy phải làm sao đây? Nếu tu hành mà không thoát được sanh tử luân hồi, nghĩa là không ra khỏi tam giới, thì chắc chắn không trước thì sau cũng phải có ngày hoàn trả tất cả những nghiệp nhân chính mình đã làm ra. Trả nghiệp ở đâu? Ở các cảnh giới địa ngục. Làm sao thoát được sanh tử luân hồi? Nếu tự tu tự chứng thì chắc chắn rằng thời mạt pháp này thế gian khó tìm ra một người thực hiện được mộng ước thoát dòng sanh tử. Vì như cháu đã biết, nghiệp chướng đã quá nặng, mà theo lẽ thường còn nghiệp thì phải theo nghiệp thọ quả báo. Một khi theo nghiệp thọ báo thì nhất định không thể thoát ra khỏi tam giới. Nên nhớ, đã là nghiệp thì dù là thiện hay ác vẫn là nghiệp, vẫn bị trói buộc trong sáu đường sanh tử luân hồi. Muốn thoát tam giới phải phá kiến, tư, phiền não. Từng phẩm phải phá hết đến 88 phẩm thô thiện, cố chấp tham trước thuộc về kiến hoặc. Ai phá nổi? Nhất định khó có ai làm được. Rồi sau đó phải phá thêm 81 phẩm tư hoặc, nghĩa là những ý nghĩ tế di trong tâm, không cần phải lộ ra hành động. Ai phá nổi? Chắc chắn không tìm ra một người làm được trong cái thế giới ngũ trược ác thế, nhất là trong thời mạt pháp này. Trong kinh nói, được dạy rồi vẫn chưa hết, ngoài ra còn phải sanh lên trời rồi rớt xuống phàm trần 7 lần như vậy, sau đó mới chứng quả A-la-hán, vượt qua được tam giới, thoát khỏi luân hồi. Như vậy làm sao đây? Phải nương nhờ Phật lực mà thoát luân hồi. Một câu A-di-đà Phật giúp cho chúng sanh đầy tội lỗi đới nghiệp giảng sanh. Giảng sanh thì chắc chắn thoát ly sanh tử luân hồi. Nhưng thoát ra khỏi tam giới chỉ mới qua khỏi phần đoạn sanh tử, chứ chưa thoát được biến dịch sanh tử. Phần đoạn sanh tử là sự chết sống của báo thân này. Báo thân của phàm phu có giới hạn, sanh ra từng đoạn rồi chết. Các vị A-la-hán vượt qua được thân phàm phu, không còn phần đoạn sanh tử nữa, nhưng còn chịu phần biến dịch sanh tử, nghĩa là sự biến đổi giữa mê và ngộ trong tâm. Nói chung, còn phải tu hành thật nhiều để phá trần sa hoặc, tiến dần đến chỗ phá vô minh hoặc để khai trí huệ, sáng tâm thấy tánh. Điều này cao quá, không nên bàn thêm. Người niệm Phật được A-di-đà Phật tiếp dẫn giảng sanh sẽ vượt qua tất cả những cảnh giới đó.
một đời thành đạo vô thượng. Thật vô cùng quý hóa, vô cùng thù thắng. Một đời này chúng ta ai cũng có thể thực hiện được. Xem thêm kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà vân vân. Khi giảng sanh, nhờ Phật gia trì chúng ta được khôi phục chân tâm tự tánh mà thành Phật. Thành Phật thì mới có năng lực cứu độ tất cả chúng sanh. Cứu độ tất cả chúng sanh nghĩa là cứu tất cả những người mà lúc mê muội ta đã hại họ. Cứu được oan gia trái chủ, cứu được nghiệp báo thì hóa giải được nhân quả vậy. Thành tâm niệm Phật cầu giảng sanh thì tất cả oán nạn sẽ được giải quyết. Tóm lại, muốn giải ách nạn này, cháu phải làm như vậy. 1. Không được tái phạm lỗi lầm như trước nữa. 2. Ngày ngày niệm Phật, ăn ở hiền lành, giúp người phóng sanh. Nói chung, đừng làm ác, cố gắng làm thiện. Nhưng đừng ngừng lại ở việc thiện này, mà mỗi chiều lại đem công đức này hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng cho ông bà cha mẹ, bà con thân thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng cho dòng thai đó, cứ nghĩ đến để hồi hướng cầu cho họ được giảng sanh tịnh độ là được. Hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, cầu cho chính mình hết báo thân này được giảng sanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Hồi hướng cho những ai cần đến. 3. Phải luôn nhớ Phật, niệm Phật, cầu hết báo thân được giảng sanh. Không phải nhớ tội, sợ tội, buồn vì tội lỗi đã lỡ lầm làm ra trong quá khứ nữa nha. Chúc vui thành đạo. Hỏi: A Di Đà Phật. Kính thưa cư sĩ Diệu Âm, tâm con luôn nguyện cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Lòng luôn ước có điều kiện con sẽ thỉnh Tam Thánh về thờ và luôn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng vừa rồi trong gia đình con có đứa em rể về chơi. Đứa em rể này có một người anh mất từ nhỏ, hay về nhập vào đứa em rể để chỉ bảo. Lần về chơi này, người anh cũng nhập vào, nói là con chỉ thờ mẹ Quán Âm có chiếu hào quang mà thôi. Con hỏi vong ấy rằng con muốn thỉnh thờ chư vị Tam Thánh được không? Vong ấy nói rằng chỉ thờ Quán Thế Âm mà thôi. Còn một vấn đề nữa con xin hỏi. Theo con biết, niệm Phật diệt tội. Vậy con niệm Phật thầm trong tâm, như thế con có trả dần được tội nghiệp của mình từ vô lượng kiếp không? Thanh Thúy. Trả lời: Thanh Thúy, hãy thành tâm khuyên vong linh đó niệm Phật cầu giảng sanh đi. Quán Thế Âm cũng ở Tây Phương, Bồ Tát cũng phải niệm Phật. Nếu có dịp, hãy hỏi vong linh cho rõ ràng tại sao lại không niệm A-di-đà Phật để giảng sanh. Niệm Phật tự nhiên diệt tội, niệm lớn hay thầm đều được, miễn là phải thành tâm. Hãy thành tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì tội không diệt hết cũng được giảng sanh. Giảng sanh thì thành tựu đạo quả, lúc đó tội không hết cũng hết. Nói chung, chỉ cần giảng sanh được là giải quyết tất cả. Đừng niệm Phật để cầu hết nghiệp. Vì cầu hết nghiệp tức là còn sợ nghiệp, còn nghĩ, nhớ, tưởng đến nghiệp. Tâm nhớ tưởng thì nghiệp theo tâm tưởng mà hiện ra báo đời. Nghiệp chướng của chúng ta nặng lắm, chắc chắn một đời này không cách nào tiêu hết nghiệp được đâu. Nghiệp không tiêu hết mà tâm cứ trói vào đó thì chắc chắn phải theo nghiệp đó thọ báo, nghĩa là không thể thoát ly sanh tử luân hồi được. Niệm Phật tha thiết cầu hết báo thân được giáng sanh, cứ vậy mà đi. Nếu báo thân còn 50 năm nữa mới chết thì bệnh gì cũng hết, nghiệp có nặng hay không cũng không cần đếm xỉa tới. Còn ta thì hưởng được 50 năm an vui khỏe mạnh. Nếu báo thân có mãn thì mãn lúc nào ta giảng sanh lúc đó, an nhiên tự tại. Niệm Phật, tưởng Phật, nhớ Phật hiện tiền, tương lai chắc chắn sẽ về Tây Phương thành Phật,
Đây là lời của Bồ Tát Đại Thế Chí dạy trong Kinh Lăng Nghiêm. Chỉ nên nghe theo lời Phật, Bồ Tát, không được nghe theo ai khác nhé. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 25 tháng 11 năm 2008. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net